chấn động trên mạng đó là cái binh lính nga nó đã hành xử một cách dã man y như tụi isis ngày xưa cắt đầu quý vị biết rồi một người mà theo họ nói là ukraine nhưng hôm nay đó bởi vì tin tức nhiều cái thay đổi chúng ta phải theo dõi sát chúng tôi theo dõi thì họ, họ cập nhật thêm là thực ra cuối cùng là cái đó không phải là của nga mà là của nga đó nhưng mà là cái nhóm tự cái nhóm wagner đó quý vị nó giải quyết với nhau nhưng chính sách chung chúng ta nói rồi dù, dù chính phủ tàn ác các mấy họ cũng phải cố gắng giấu những cái đó đi cái chính xích mà đôi khi nó còn phải có những lần nó công bố nhưng có lần nó cũng phải trốn hoặc là nó chối nó là không phải tụi tôi hoặc là cách hay nhất là bảo đó là băng giả người ta dàn cảnh không phải thật đó nó hay có cái trò đó quý vị thì mới đầu cũng cãi dữ lắm bởi vì nga cũng lên án thì bây giờ hóa ra là cái nhóm nó tự bởi vì có vài tay hèn nhát muốn trốn đó, thì cái tay wagner đó là gốc tội phạm chúng ta nói rồi cái tổ chức tàn bạo mà cái đâu có thua gì đám ISIS Thành ra coi như nó muốn làm gương cho những cái tay khác mà đang muốn nghĩa là đào thoát đó Vì sợ quá cuộc chiến cũng dữ dội quá không biết đó Cho nên cái đó không phải Nga giết Ukraine mà chính nội bộ Mặc dù như vậy cũng phải lên án tại cái chuyện nó quá tàn bạo Thì các tổ chức nhân quyền cũng như toàn quốc tế sẽ cố gắng thu thập để mà đưa những cái đó ra chứ không phải nói như vậy không nghĩa là không có không có cứ, truy tố những cái đó.